IVF Phương Châu xin chào anh chị. Video này sẽ hướng dẫn anh chị tiêm loại thuốc Buriong 600 đơn vị với liều 300. Thì với liều 300, một ống thuốc anh chị có thể tiêm được 2 lần. Bước 1, anh chị sẽ thực hiện kiểm tra thuốc với toa thuốc xem có đúng tên thuốc hay không. Cái thứ hai là có đúng liều thuốc 300 hay không. Cuối cùng là ngày tiêm có đúng hay không. Trước khi tháo ống thuốc ra, anh chị nhìn lại lần cuối cùng xem trên hộp thuốc có đúng tên hay không. Kế tiếp sẽ kiểm tra hạn sử dụng của hộp thuốc. Kiểm tra cuối cùng là kiểm tra trên ống thuốc xem chất thuốc có bị thay đổi hay không. Với ống thuốc bình thường sẽ có màu trắng trong, còn với ống thuốc bị hư thì thuốc sẽ bị đổi màu và vón cục lại. Sau các bước kiểm tra, anh chị cần rửa sạch tay với dung dịch sát khuẩn có chứa cồn hoặc là xà phòng trước khi thực hiện lắp ống thuốc và chỉnh liều. Ở thao tác lắp thuốc thì anh chị sẽ tháo bút tiêm ra làm hai phần và sau đó cầm ống thuốc lên thì chú ý sẽ hướng cái đầu có thuốc xuống dưới và đặt vào bút tiêm. Ở thao tác vặn bút tiêm lại, anh chị có chú ý là sẽ vặn chặt bút tiêm lại. Bước 2 là chỉnh liều thuốc thì anh chị chỉnh liều bằng cách xoay núm chỉnh liều cho đến khi cửa sổ chỉnh liều từ số 0 xuất hiện số 300 thì dừng lại. Với trường hợp anh chị vặn hút liều 300 thì anh chị sẽ vặn qua luôn, vặn đến liều tối đa và thực hiện chỉnh liều thuốc lại từ đầu. Sau khi chỉnh đúng liều thuốc rồi thì anh chị sẽ tháo niêm phong của nắp kim ra và thực hiện vặn nắp kim vào bút tiêm. Ở thao tác này thì anh chị chú ý là vặn nắp kim vừa phải, không vặn quá chặt, sẽ làm bể nắp kim và làm thuốc chảy ra ngoài trong quá trình anh chị bơm thuốc. Khi đã lắp xong đầu kim thì anh chị sẽ xác định vị trí tiêm. Thì vị trí tiêm mình xác định sẽ là dưới rốn, cách rốn khoảng 4-5 cm, tương đương khoảng 2 lóng tay. Anh chị có thể tiêm ở vị trí là từ trái sang phải hoặc là từ phải sang trái, miễn sao cách rốn 2 lóng tay và nằm ở phần dưới rốn là được. Kế tiếp thì anh chị sẽ thực hiện rửa tay lại với dung dịch sát khuẩn chứa cồn hoặc là xà phòng trước khi mà mình thực hiện sát khuẩn vùng tiêm. Dùng gạt tẩm cồn hoặc là gòn khô thấm cồn để sát khuẩn vùng tiêm theo hình xoắn ốc từ trong ra ngoài. Anh chị kiểm tra lần cuối cùng cửa sổ chỉnh liều có hiện đúng 300 hay không. Sau đó tháo hết toàn bộ nắp kim ra, véo da bụng và ghim kim nhanh một góc 45-90 độ. Ghim xong thì một tay anh chị sẽ cố định bút tiêm, tay còn lại sẽ ấn đè nút chỉnh liều để thực hiện bơm thuốc. Cửa sổ chỉnh liều từ 300 sẽ lùi dần dần về đến số 0. Thì anh chị đã tiêm hết liều thuốc 300 bác sĩ đã chỉ định. Sau khi tiêm xong thì anh chị tháo đầu kim ra bỏ. Ống thuốc anh chị sẽ bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh cho ngày tiêm tiếp theo. Đến liều tiêm cuối cùng của ống thuốc thì anh chị sẽ tháo ống thuốc ra bỏ và ống thuốc sẽ còn dư lại một lượng thuốc đệm. Anh chị sẽ không thực hiện tiêm lượng thuốc đệm này. Sau khi tiêm thuốc thì anh chị cần phải theo dõi các biểu hiện như sau. Các biểu hiện bình thường là tràn bụng dưới, căng ngực, đau lưng và dịch âm đạo ra nhiều. Các biểu hiện bất thường anh chị cần phải liên hệ với nhân viên y tế ngay lập tức. Đó là khó thở và đau bụng do bụng căng lớn. Thứ hai là chóng mặt, nôn ói kèm theo tiêu chảy và tiểu ít mặc dù là đã uống rất nhiều nước. Thứ ba là sẽ ngứa, nổi mẩn đỏ vùng tim hoặc là lan khắp cơ thể, dịch âm đạo ra nhiều, có mùi hôi và ngứa. IVF Phương Châu xin cảm ơn.